Rồi, xin chào các bạn. Thì bây giờ sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta sử dụng Classroom chung của phòng đào tạo nha. Đầu tiên là các bạn sẽ mở cái trình duyệt của mình lên. Các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản email của mình ha. Sau đó là các bạn sẽ nhớ là các bạn đăng nhập bằng tài khoản email của mình ở đây nè. Ha. Rồi sau đó là các bạn sẽ vào đây. Rồi sau đó là các bạn sẽ tìm xuống tới dưới cùng á, các bạn sẽ nhìn thấy chữ Classroom. Nếu là tiếng Anh thì nó là Classroom, còn nếu là tiếng Việt nó là lớp học nha các bạn nha. Rồi các bạn bấm vào đây. Thì khi các bạn bấm vào đây á thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái lớp của mình ở đây nè. Được chưa nè? Và cái khi mà các bạn có ở trong lớp này thì các bạn mới 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 có thể nhìn thấy được cái đường link này, được chưa nào? Rồi các bạn bấm vào đây. Thì sau đó là các bạn sẽ ở đây là thầy hướng dẫn luôn cho giảng viên và học viên luôn nha các bạn nha. Thì các thầy cô á thì các thầy cô cũng vào giống y như học viên, và chỉ khác một cái đó là các thầy cô sẽ được là admin sẽ mời vào ở đây, các thầy cô sẽ được mời ở đây và các thầy cô cũng làm y chang như vậy. Chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ email của mình. Sau đó là chúng ta cũng vào Classroom thì các thầy cô cũng sẽ thấy được cái giao diện giống như thế này. Và khi các thầy cô bấm vào thì chúng ta qua cái thẻ Fibo thì chúng ta cũng thấy được đây chính là hai người ha. Đây là thầy Hiếu sẽ quản lý lớp của chúng ta, còn đây là giảng viên. Và giảng viên từng người từng bộ môn sẽ được mời với cái vai trò là giảng viên, gọi là cái người cộng tác, và phòng đào tạo là admin tức là thầy. Thì các bạn sẽ được mời ở đây, có nghĩa là thầy sẽ gửi cho các bạn cái đường link, có nghĩa là cái đường link ở đây nè các bạn. Thầy sẽ bấm vào đây nè, thầy sẽ tạo ra một cái copy class invite link, có nghĩa là thầy sẽ copy cái đường link này, thầy sẽ gửi vào group cho các bạn nha. Ở đây thầy sẽ bấm vào đây. Đây thầy sau đó là thầy sẽ gửi vào đây. Đây là cái group của các bạn đúng không nào? Rồi sau đó thầy sẽ gửi vào đây. Rồi sau đó là các bạn chỉ cần bấm vào đây là chúng ta sẽ vào được trong cái Classroom này. Và thầy sẽ nhìn thấy các bạn, và tất cả các bạn cũng có thể nhìn thấy nhau ở trong cái gọi là cái trường Student này, nó nằm phía dưới này. Được chưa? Rồi riêng các thầy cô thì các thầy cô sẽ vào trong cái Classwork này. Thì ở đây là thầy có tạo ra cái môn đầu tiên, đó là cái môn hóa đại phương vô cơ cho lớp của chúng ta. Thì các thầy cô sẽ vào riêng thầy cô mà dạy cái môn hóa đại phương vô cơ, thì cái chủ đề này đã được tạo sẵn rồi, thì các thầy cô chỉ việc bấm vào create, bấm vào material, nếu là tiếng Việt nó gọi là tài liệu đó, các thầy cô bấm vào đây. Nếu là nó là các slide thì chúng ta sẽ gõ, thầy sẽ làm ví dụ ha, ví dụ như đây là slide tức là slide bài giảng á. Rồi các thầy cô sẽ upload cái tài liệu lên đây, rồi sau đó các thầy cô nhớ chọn ở đây là cái chủ đề đã được tạo ra, hóa đại cương vô cơ, chúng ta chọn ở đây, chúng ta upload tài liệu lên ha, bấm vào cái chữ tải lên rồi chúng ta upload tài liệu từ máy của mình lên, được chưa nào? Rồi sau đó các thầy cô chỉ cần bấm post là nó sẽ gửi lên toàn bộ cái thư mục này đây, nó đã có sẵn ở đây, thì ở đây thầy sẽ xóa đi nha. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta cũng muốn tạo ra nhiều cái thư mục thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy, được chưa nào? Vậy thì bây giờ nếu như mà muốn update thư mục thì làm sao? Thầy giả sử như thầy tạo một cái thư mục mới nè, ví dụ như đây là slide đi, thầy tạo ra một cái thư mục mới ha, chủ đề này, rồi thầy post lên, post lên ha. Rồi thì ở đây là thì khi mà các bạn học viên các bạn vào trong này các bạn cũng làm y như vậy ha, chúng ta cũng nhưng mà đối với các bạn thì không không có tạo được thôi, chỉ có thầy cô mới tạo được. Thì các bạn sẽ vào đây, các bạn cũng nhìn, các bạn bấm vào đây là các bạn sẽ nhìn thấy được tất cả những cái gì liên quan tới cái tài liệu của mình. Các bạn bấm vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các tài liệu ở đây, được chưa nào? Riêng các thầy cô thì các thầy cô muốn update thêm, ví dụ như là slide thì các thầy cô muốn bổ sung thêm thì chúng ta chọn vào đây, chọn edit ha, rồi sau đó chúng ta chuyển upload tiếp ha, rồi sau đó bấm save lại, thì nó sẽ bổ sung thêm tài liệu cho học viên. Ngoài ra
các thầy cô cũng sẽ sử dụng được các cái chức năng khác, bấm vào Classwork chúng ta có thể tạo ra các cái bài kiểm tra, gọi là các cái bài những cái bài assignment, có nghĩa là bài bài tập ha, rồi những cái bài quiz, có nghĩa là những cái bài tập trắc nghiệm hay là những cái câu hỏi gì đó, được chưa nào, thì chúng ta cũng thể sử dụng các cái tính năng này, được chưa? Rồi tiếp theo đó là cái đối với những cái môn tiếp theo thì thầy sẽ là người sẽ tạo cái chủ đề cho các bạn, và thầy sẽ là người tạo chủ đề cho các thầy cô để các thầy cô upload cái tài liệu của mình vào trong cái chủ đề của cái môn học của mình, được chưa nào? Và ở đây thì lưu ý luôn cho các học viên đó là các bạn khi mà các bạn vào đây đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các danh sách các môn học ở đây. Tuy nhiên thì khi mà thầy cô giao bài tập hay cái gì đó trên Classroom thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được, các bạn chỉ cần bấm vào Classwork là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái bài tập của mình, hoặc là các bạn cũng sẽ thấy được ở cái trường thông báo ở đây. Và sau này, bắt đầu từ sau này là cái trường Stream là phòng đào tạo và quản lý lớp thông báo cho các bạn là sẽ thông báo trực tiếp ở trên này, được chưa nào? Còn Zalo nó chỉ là cái mà để thông báo nhanh thôi, còn tất cả những văn bản hay là những cái thông báo gì đó nó mang tính chất quan trọng thì các thầy cô và quản lý lớp cũng như là phòng đào tạo sẽ gửi vào trong này cho các bạn, cho nên các bạn cũng thường xuyên vào đây để chúng ta xem thông báo, được chưa nào? Và đây chính là cái Classroom mà dùng chung cho lớp của chúng ta. Rồi rồi ok này, ở đây là không có đăng cái gì thì chúng ta nhấn cancel. Rồi mà các thầy cô lưu ý dùm là chúng ta sẽ gửi tài liệu lên đây nha. Và đối với những thầy cô quản lý á, thì các thầy cô ví dụ như ở đây có thầy Hiếu là sẽ quản lý lớp của chúng ta này, thầy Hiếu sẽ nhớ là các cái thông báo gì đó mang cái tính chất quan trọng thì sẽ vào trường stream ha, gõ trực tiếp lên đây và chỉ cần bấm hot là sẽ nhận được. Còn riêng các bạn học viên là các bạn lưu ý là các bạn chỉ có thể nhìn thấy được ở trong này khi các bạn đã tham gia vào trong này, các bạn sẽ nằm ở cái trường ở bên dưới này, được chưa nào? Và theo cái link thầy vừa gửi. Rồi, chỉ có như vậy thôi. Video này thì sẽ dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.